Xúc xích heo cao mồi á? Dạ. Ngon không? Dạ. Ngon lắm hả? Dạ. Ông có Thuận xem nào, cô Thuận hỏi đây nè. Ăn sắp hết rồi hả? Dạ. Thơm quá à. Ủa cái hộp này có mấy cây con? Dạ 4 cây. 4 cây hả? Dạ. Ăn xong cô uống sữa nha. Dạ. Ai mua xúc xích cho cục vàng đấy? Dạ cô Thuận. Ơi, cô Thuận hả? Con ăn xong cô uống sữa nha. Dạ. Nhiều quá à. Cô không có bằng nhất đời luôn. Bằng nhất đời luôn. 100% luôn. 100% luôn. 100% luôn. Trời ơi, nó đẹp trai lắm cả nhà ơi. Yêu lắm cả nhà. Đẹp trai như là Hàn Quốc vậy đó. Chị ơi, sau này con ước mơ con làm gì chị? Làm siêu nhân bị xe đỏ. Siêu nhân bị xe đỏ hả? Đúng rồi, con sau này con làm diễn viên điện ảnh á, diễn viên hành động á, diễn viên đánh phim võ thuật á. Đó. Con muốn đóng vai thành siêu nhân bị xe đỏ hả? Thế à, con thích siêu nhân lắm hả? Dạ, con hấp nước là siêu nhân bị xe đỏ 100%, chứ hấp quần sợ luôn. Ôi trời ơi, tim tôi tan chảy ra mất rồi, tan chảy thành nước luôn. Đẹp trai quá à, cái miệng nó thành cái miệng trung tim đi chết rồi. Mắt mấy mí, mắt thiệt mấy mí. Một mí hả? Một mí vừa chà bá hả? Một mí vừa, ta mắt tí ý, còn ngay mắt một mí vừa chà bá luôn nhỉ? Trai cực kỳ luôn cả nhà, chị đẹp trai lắm, thông minh, lanh lợi. Mới hai cô cháu mới đi ra ngoài về, mồ hôi còn đang mướt mát này. Hắn ấy đang đói bụng, hắn ấy làm một hộp xúc xích nhỉ, xúc xích cao bồi. Nó hạt sữa. Con ăn xong đi, cô Thuận dùng bát này con uống sữa nhá. Dạ. Cái hộp này để dành để mốt con gà để. Trong kia còn một hộp nữa kìa, trong kia còn hộp nữa mà con. Mua hai hộp lận mà. Để con về con đưa cho bạn con. À, con bỏ cái bánh sau lưng ra, con nằm xuống đi cho khỏe. Ăn xong chưa rồi cất đi rồi. Nếu mà để dành là phải rửa nhá, rửa sạch sẽ đi, xong phơi khô đi mới để dành được không, nó hôi đó. Ăn xong sữa đi nhá. Dạ. Ngoan quá. Con cảm ơn trời luôn. Ồ, nữa, nào nó bảo nó thương tôi nhất trên đời luôn. Con cắm hai cây luôn. Ồ, con ăn đi. Nhanh nhuyễn đi con. Miệng kìa, ui trời, nó nhai hết hai cục luôn. Nói như ta. Con biết rửa này quá. Không, để đây tí con rửa cho. Lắp lại tí con rửa, con phơi lên. Để lên bàn em con à. Đúng rồi, để cô cũng để lên bàn. Rồi con đây, uống sữa đi. Bàn bẩn, con có hấp lo, cứ là ngủ hả? Ok, con gà gì? Ok, con gà nâu. Ơi, nằm nghỉ đi. Ok, mai con ghép. Mai con ghép. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi ra đồng. Bây giờ mình đi trải nghiệm đào rắn cả nhà. Tác nghiệp với mình là có YouTuber Võ Quang Sơn với này sư phụ Tiền Giang ấy cả nhà. Sư phụ Tiền Giang. Thì cái nó không, nó đòi đi không à, nó không chịu ở nhà, nó bảo mình đi đâu thì nó phải theo đó, nên là bây giờ nó đang đi này. Kìa cái con đi đi. Con thấy cái gì đấy? Cô hả? Cô ở đây cô làm video tới chiều mà, cô ở tới tối không mà. Ừ. Tối cô mới về trên mà. Sao vậy? Tại vì con thuận về. Tại vì con thuận về sớm rồi nhớ con thuận. Thì không đó. Thế cô chú anh chị nhìn kiệt này. Nó mình lấy cái khăn rằn của sư phụ Tiền Giang ấy. Mình tột lên cho nó. Mình sợ nó bị nắng ấy cả nhà. Nó đang bảo mình, nó bảo mình ở đây chơi lâu lâu với nó thì nó có về sớm. Quý cô Thuận lắm hả? Yêu lắm mà thương lắm. Chào sư phụ nè, sư phụ Tiền Giang. Bây giờ là mình sẽ đi trải nghiệm đào rắn nha cả nhà. Mình sợ rắn. Nhưng mà rắn chết rồi mình có thể mần thịt được nhá. Nhưng mà rắn sống thì mình vẫn sợ cả nhà. Con không sợ. Rắn chết là nó không cắn mà, không sợ là đúng rồi, cô Thuận giống con đấy. Rắn sống con cũng không sợ. Không sợ luôn. Chị này can đảm quá. Ôi cả nhà ơi, đón nhận lòng ở đây mênh mông biển trời luôn cả nhà ơi. Rau này là rau mọc tự nhiên nhá. Rau này là rau sạch 100% luôn. Cái rau nhân lòng này đặc tính của nó là nó chữa bệnh mất ngủ ấy cả nhà. Cái đọt non này mình hái, mình luộc, mình ăn rất là tốt nha. Còn cái đọt già này, người ta mang về, người ta phơi khô, chặt ra từng khúc và người ta sẽ sao và để dành chữa bệnh mất ngủ ấy cả nhà. Này, cái này là nhãn lồng nhá.
nhăn lồng nhiều lắm cả nhà ơi. Ôi trời ơi, ôi kìa coi bảo đảm ở đây. Ôi kìa coi, sư phụ ơi, ở đây cá nhiều lắm nè. Cá mò lên nhóc nhách luôn này cháu ơi. Con bắt nè. Con hả? Thôi, cái tí nữa sư phụ bắt chứ con sao mà bắt được. Kiếm rồi bắt cá này nhỉ. Nhưng mà sợ rơ cái tóc. Để cô dẫn con vào cái gốc cây mát mát nhá. Hai cô cháu nhà mình nắng quá đó. Hai bà trốn lại cái gốc cây kia đứng một xíu đi. Để tôi đợi cô với. Xem nó có ngã không nào. Hai cô cháu nhà mình lại cái gốc cây rồi. Gốc này là gốc gì mình không biết nữa. Râm á. Kì ca kịch đòi bắt cá. Hồi nãy có cá thế nhưng mà nắng quá. Con sợ là cháu nó bị nắng là không cho cháu nó bắt, nó đang giận kìa. Kịch đứng giận cô Thuận nha. Cô sợ con bị ấy bị nắng à. Tí nó quay lại bắt sau. Nắng quá cũng không chịu nổi luôn á. Đây có cái vùng nước này á. Cá đầy quá trời kìa. Bờ ruộng. Ruộng này người ta xạ ấy cả nhà. Xạ chứ không phải là cấy nha. Này như là chưa có rộng mà. Thấy nó thưa thấp thoáng. Mình đang chờ sư phụ Tiền Giang ấy. Mà phát hiện ra mục tiêu là mình sẽ lại mình quay ấy. Sư phụ sẽ đào rắn. Sẽ đào rắn để cho mình quay. Nè cả nhà nhìn kiếm bắt cá này cả nhà. Thông phao. Tóm chưa? Tóm chưa? Mất rồi hả? Đâu rồi? Đây nghe cái ơi. Ôi thấy nó bò đây này. Mất rồi à? Đi. Sảy rồi mọi người ơi. Cá khôn quá sảy luôn rồi. Tí nữa rửa tay đi rồi tí nó quay lại bắt con ơi. Lại đằng kia. Lại cho ông Úc đang là đi làm nhỉ. Sư phụ nó phát hiện được mục tiêu rồi nè. Rắn này là rắn độc hay rắn thường á sư phụ? Sư phụ là bậc thầy săn bắt các bạn. Không đứng vào trong râm đi con. Con đâu chưa rắn nó chưa ra nè. Con leo lên đây chỗ râm. Cái hàng ở trên là hàng rắn hả sư phụ? Cái này không được sư phụ. Cái này nó vướng cái gốc cây rồi kìa. Ô cái này sư phụ đào một hồi là có củ mì ăn luôn nha. Đào rắn nhưng mà ngay cái gốc mì nó cả nhà. Sáng hôm nay đi ra vườn thanh long thấy cái con rắn màu xanh. Wow, có củ mì kìa sư phụ ơi. Mì này là mì hoang không sư phụ? Nàng là của nhà sư phụ à? Không sao lấy cái sao thôi. bác sĩ. Ôi, chuột ăn hết trơn rồi, ăn rỗng luôn rồi này cả nhà. Nhìn đã chưa? Đó. Chuột ăn hết rồi.
rắn. Cái tổ rắn này là không có cả nhà, nhưng mà đổi lại vật sự vất vả của sư phụ thì được một cung mì của quá trời của đất luôn. Rồi để đây bên sư phụ đang đi kiếm chỗ khác để đào tiếp cả nhà. Chị đi quay tiếp cho cả nhà cùng coi nhá. Sư phụ bảo cái chỗ này có lý này cả nhà, lỗ lộc học luôn. Nắm đó là nắm gì sư phụ? Lỗ hổng nè. Cái lỗ sâu hổng này cả nhà. Chui cái mù trong đây nè. Cả nhà có thấy không?
nào mà nó luồn ra cái góc rồi cả nhà ơi, con rắn. Quá rồi.
nha, là cái tổ kiến nè, nó bò cắn đúng không? Con cầm xuống xe mày. Con đang quay á. Đi về nhà quay, về con nhà con coi nha. Sợ rắn cắn ba nó đang khóc này. Không sao không? Không sao.